xin chào tất cả các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với kênh vnetic của chúng tôi và ở video ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về một ví dụ về làm việc với tệp ở trong ngôn ngữ lập trình python chúng ta sẽ tìm hiểu ví dụ sau viết chương trình tính tổng của các số chặn ở trong tệp data.inp biết các số trong tệp được ghi trên một dòng và các số cách nhau bởi dấu cách ghi tổng tính được ra tệp data.out ví dụ như ở đây tệp data.inp của chúng ta gồm có 3, 2, 5, 6 và 12. Như vậy tổng của các số chẵn sẽ là 2 cộng với 6 là bằng 8. 8 với 12 là bằng 20. Như vậy ở tệp data.out chúng ta sẽ ghi kết quả tổng tính được đó là bằng 20. Bây giờ chúng ta sẽ làm ở trên ngôn ngữ lập trình Python như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra tệp data.inp có dữ liệu như thế này để minh họa. Sau đó chúng ta nhấn Ctrl S để lưu. Và đây tôi sẽ lưu ở ngoài màn hình desktop. Data. INP. Ở mục Save chúng ta sẽ chọn All File. Và chọn Save. Như vậy chúng ta đã tạo được tệp data.inp. Bây giờ chúng ta sẽ viết chương trình để tính tổng của các số chặn ở trong tệp này. Đầu tiên tôi sẽ khai báo các biến để làm việc với tệp. fIn sẽ bằng open data.inp mở ra để đọc và f out sẽ bằng open data out chúng ta sẽ mở ra để ghi với kép bây giờ chúng ta sẽ đọc dữ liệu từ tiệp data inp vào cho biến like line sẽ bằng f in chấm read line ta sẽ đọc theo dòng như vậy biến line sẽ có kiểu là kiểu sâu sau đó chúng ta sẽ tách thành biến mạng như sau bằng line chấm split có nghĩa là chúng ta sẽ tách sâu line này Thành mạng của các sâu Và vì ARR là mạng của các sâu Do đó chúng ta chưa thể cộng trừ nhân chia Do đó chúng ta sẽ tạo ra một mạng Có tên là A Sẽ bằng In của X For X in ARR Có nghĩa là chúng ta sẽ chuyển hết tất cả các phần tử của mạng ARR sang kiểu số nguyên. Khi đó mạng A chính là mạng của các số nguyên, do đó chúng ta có thể cộng trừ nhân chia được. Chúng ta có thể tách ra ở chỗ này để dễ nhìn hơn. Sau đó tôi sẽ gán biến S bằng 0 for x in A. Có nghĩa là chúng ta sẽ duyệt qua từng phần tử từ của mạng A. Chúng ta sẽ kiểm tra như sau. Nếu x mà chia lấy phần dư cho 2 mà bằng 0, có nghĩa rằng đây chính là số chẵn thì chúng ta sẽ gán S sau sẽ bằng S trước cộng với x. Khi đó biến S sẽ là tổng của các số chẵn ở trong mạng A. Và bây giờ chúng ta sẽ ghi tổng này vào tệp data out out write vì chúng ta không thể ghi trực tiếp kiểu số nguyên vào đóng tệp mà chúng ta phải chuyển về kiểu chuỗi chúng ta sẽ sử dụng hàm str để chuyển về kiểu chuỗi của tổng s và cuối cùng chúng ta sẽ đóng tệp này lại f.close và f out.close Như vậy chúng ta đã xong Bây giờ chúng ta sẽ lưu tệp này lại Ở đây tôi sẽ lưu ngoài màn hình desktop Đó là tổng chặn Chọn save Và các bạn lưu ý đó là chúng ta phải lưu tệp chương trình này Cùng thư mục với tệp data.inp ta chọn C. Và bây giờ chúng ta sẽ chạy thử chương trình. Chúng ta sẽ nhấn vào run. Và như vậy, chương trình đã thực hiện xong. Chúng ta sẽ kiểm tra lại tệp data.out ở ngoài màn hình desktop. Đây chính là tệp data.out. Chúng ta sẽ nháy đúp vào và kết quả được đó chính là bằng 20. Như vậy kết quả hoàn toàn chính xác với ví dụ minh họa. Và như vậy chúng ta đã làm xong bài tập tính tổng của các số chẳng ở trong tệp data.inp và xuất kết quả ra tệp data.out. Và trong quá trình thực hiện chương trình, nếu các bạn có gì thắc mắc thì các bạn có thể để lại phần bình luận ở phía dưới video của chúng tôi để chúng tôi có thể giải đáp cho các bạn. Để có thể theo dõi được những video mới nhất và hay nhất của chúng tôi, các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hoặc subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.